Xin chào cả nhà. Hiện tại mình đang đứng ở vườn cà phê Mocha, và cà phê này được xem là hoàng hậu trong vương quốc cà phê ở trên đường đèo Sa Cơm thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà một loại cà phê Mocha và lịch sử của cà phê Mocha này. Theo mình tìm hiểu được thì cà phê Mocha được tìm thấy lần đầu tiên tại một thành phố cảng có tên là Mocha thuộc Yemen. Vì vậy mà giống cà phê này còn có tên gọi là Mocha Coffee. Loại cà phê này lần đầu được đưa ra ngoài lãnh thổ Yemen là vào những năm cuối của thế kỷ 13, khi mà nhà truyền giáo Marco Polo đến đây và mang hạt cà phê Mocha đi bán ở châu Âu. Tuy nhiên đến mãi thế kỷ thứ 17 thì hạt cà phê Mocha mới thực sự trở thành một làn sóng và nổi tiếng khắp châu Âu, khi mà người ta phối trộn nó với chocolate tạo thành hương vị coffee chocolate. Đến những năm cuối của thế kỷ 19, vào khoảng năm 1875, thì người Pháp đã đem hạt giống Mocha đi trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Sau này khi mà nhận thấy điều kiện khí hậu thuận lợi, họ mới mở các đồn điền cà phê lớn ở Tây Nguyên và đặc biệt là ở cầu đất Đà Lạt. Vì khí hậu của Đà Lạt mát mẻ và đất đai ở nơi đây vô cùng thuận lợi, nên thành ra là cây cà phê Mocha phát triển được ở nơi đây. Và hiện tại là cà phê Mocha rất là nổi tiếng của Đà Lạt, và nhất là cà phê Mocha ở cầu đất. Nói chung là cà phê này thì không có năng suất lắm đâu, nhưng mà với cái độ tuổi của cây cà phê với lại của khu vực đồng bào mình trồng thì mức này là cũng là khá rồi. Cái loại cà phê này cũng nhiều tuổi. Cái cà phê nó đứng bên đường, đứng ngay bên đường đèo Sa Con. Thành ra là cái khu vực này nó đông vui, bà con mình người đồng bào. Ngày xưa mấy khu vực này thì giống như là heo hút, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ nó đã lộ ra đường, đường nhựa, cung đường mà cho những khách du lịch sang trọng. Đây là cà phê Mocha đây. Cà phê Mocha của bà con. Bà con mình ở đây là cái khu vực này gọi là gì ta? Đèo Sa Con đúng không? Mà là làng này là làng gì? Làng Đại Dương. Làng Đại Dương hả? Dạ. Làng Đại Dương trên đèo Sa Con. Đây đó, đèo Sa Con đó. Đèo Sa Con mình thấy đó, đó đang chạy dưới đó. Đây, cà phê Mocha của bà con mình trồng đây. Cà phê Mocha.
Cà phê đây mình trồng được mấy năm rồi vậy chị? Con không biết, tại chủ vườn đó. À, chủ vườn hả? Cây này chắc phải được 10 năm rồi. Chắc vậy. Cái cây, cái thân năm. Cây là 10 năm, hơn 10 năm rồi. Để ý nó đọt đầy thế này mà. Để ý nó mọc đầy trên thân cây luôn kìa. Cây này gọi là mocha hả? Đây là cà phê mocha trên đường đèo Sacom. Bà con mình canh tác lâu rồi. Đẹp chưa? Đó là cà phê mocha. Cà phê mocha đây bà con mình trồng lâu năm rồi. Mà trồng ngay bên cạnh rừng thông nè. Nó nằm ở dưới, ngay dưới tán rừng thông nè. Rừng thông lâu năm luôn á, của làng Đại Dương. Nếu mà đi từ quốc lộ 20 dưới chân đèo Pran, ngay cầu Pran á, mà tạt vô thì mấy cây số nó vô tới đây. Nó nằm ở giữa lưng chừng đèo Sacom. Chị hát cái này nè. Cái này có chị. Chị tên gì đây? Dạ. Chị tên gì? Dạ Phú. Phú hả? Dạ. Mình là người đồng bào gì đây chị? Dạ dân tộc Chin. Dân tộc Chin hả? Dạ. Nguyên cái làng mình ở đây là dân tộc Chin hết á hả? Dạ đúng rồi ạ. À. Mình sống ở đây lâu đời chưa? Lâu rồi mà chú. À, mấy chục năm rồi. Từ hồi xưa, từ ba cố, ông cố mình từ hồi xưa. Đây là những cái cà phê tơ. Những cà phê được trồng sau. Còn đây là cà phê được đã được thu hoạch. Hay lắm à. Trong vườn cà phê bà con mình trồng sen những cái mai anh đào nè. Nó về lâu về dài là trên mấy cái triền bên cạnh đường này là những cái mai anh đào nó mọc lên cũng đẹp lắm, ra hoa cũng đẹp lắm. Đây, đây là những bao cà phê mocha mà bà con mình đã thu hoạch xong, đang để trong bao đây. Đây rồi về cái bà con mình phơi, còn rê cho nó sạch. Thu hoạch xong. Đây những chai cà phê mà nó còn non, chưa chín để từ từ sẽ thu hoạch tiếp. Đây còn những cây trái nó không còn hơi xanh thì chắc có lẽ là mình để vài nữa rồi mình thu hoạch đợt sau hả? Dạ. À, đợt sau là nó chín tiếp là bắt đầu là mình tiếp tục mình thu hoạch là con hả? Dạ. À, đúng rồi. Cà phê mocha là ưu tiên hái trái chín. Hái trái chín nó mới ngon. Cái chất cà phê nó đã ngon rồi nhưng mà để nó chín thì nó ngon hơn, nó thơm hơn. Và cà phê đạt chất lượng hơn. Đây. Hái gần hết cây này, hái gần hết rồi.